Hải Dương, không có vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm, không có vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trong cuộc họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 23 tháng 12 tại thành phố Hải Dương. Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho rằng những sai phạm của lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch của tỉnh. Tuy nhiên không vì sai phạm của một cá nhân mà phủ nhận nỗ lực của toàn ngành y tế. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu ngành y tế tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vaccine ngay khi có nguồn vaccine về đến địa phương. Sở Y tế cần tiếp tục phối hợp các địa phương chuẩn bị số liệu và kịch bản để chuẩn bị triển khai tiêm vaccine cho đối tượng từ 5 đến 12 tuổi. Triển khai kế hoạch tiêm mũi 3 khi đủ điều kiện, thành lập, kiện toàn các trạm y tế lưu động để hỗ trợ kịp thời cho người dân. Ngành y tế cũng cần tập huấn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các nhân viên y tế cơ sở tham gia hoạt động chống dịch, sớm ổn định tình hình của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, không để gián đoạn nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác phòng chống dịch của tỉnh. Đồng thời, Sở Y tế cần tiếp tục thực hiện việc đấu thầu mua sinh phẩm và bộ sinh phẩm xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật nhằm phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng khẳng định, lãnh đạo tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, đi ngược lại với nỗ lực phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân không dung túng bao che sai phạm của cán bộ sau khi có báo cáo của sở tài chính sở y tế ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh thì lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh sẽ họp đánh giá kiểm điểm trách nhiệm của những tập thể cá nhân có liên quan trước đó ủy ban kiểm tra đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hải dương đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông phạm duy tuyến ủy viên ban chấp hành đảng bộ sở y tế bí thư chi bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương Sở Y tế Hải Dương cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Duy Tuyến cho đến khi kết thúc điều tra xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngày 17 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hải Dương về việc khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã giao Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở Y tế tài chính và các cơ quan liên quan ra soát làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan và lãnh đạo các cơ quan khi xảy ra sự việc tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tích cực hợp tác với cơ quan điều tra bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở y tế khẩn trương củng cố hoạt động của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo các sở liên quan tiếp tục tổ chức đấu thầu tập trung mua sắm bộ xét nghiệm sinh phẩm hóa chất thiết bị theo đúng quy định để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch việc điều tiết phân bổ sử dụng bộ xét nghiệm, thiết bị y tế phải căn cứ đúng thực tiễn dịch bệnh ở từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu toàn tỉnh tiếp tục kiên trì tổ chức thực hiện tốt nghị quyết 128 gạch chéo nợ quy gạch ngang CP của chính phủ về quy, định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để đạt được mục tiêu kép năm 2022 của tỉnh là thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa để nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, thực hiện tốt 5K, tránh tâm lý chủ quan khi đã tiêm đủ vaccine. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương tiếp tục căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình thực tiễn tại địa phương có hướng dẫn thống nhất trong tỉnh về thực hiện các biện pháp. Cách ly F1, điều trị F0 không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà, chỉ đạo thiết lập các trạm y tế lưu động và tập huấn, hỗ trợ cho lực lượng y tế cơ sở. Điều chỉnh chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng sử dụng bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên để ra soát, sàng lọc trên diện rộng. Việc xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR để khẳng định. Hải Dương cũng tiếp tục đẩy nhanh hơn nửa tiến độ tiêm vaccine, ưu tiên cho trẻ em, người có bệnh nền và tiêm mũi ba tăng cường. Tỉnh cũng tiếp tục hạn chế việc tập trung đông người, nhất là tại các đám cưới, đám tang và trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đáng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.